Xin chào tất cả các bạn. Lilian nè này, mẹ này. Hôm nay ở nhà rảnh quá, không biết làm cái gì. Trời thì đang bão tuyết. Nay bọn mình sẽ chơi một trò chơi. Bọn mình sẽ đi xuống dưới nhà, xách tuyết lên đây cho vào trong bát tập để cho surprise Holly nhé. Ngày hôm nay bão tuyết nên là có rất là nhiều tuyết. Wow, mình sẽ xúc tuyết vào đây. Nhiều tuyết chưa, mình sẽ xúc tuyết vào đây. Wow. Rất nhiều tuyết các bạn ạ. Mình sẽ xách vào đây. Cho thật là nhiều tuyết lên, sau đấy mình sẽ mang cho vào trong bồn tắm á. Nhìn nè. Tuyết quá trời tuyết luôn. Nhiệt độ hôm nay rất là lạnh đấy các bạn ạ. Giờ thùng rác rất là nhiều ở đây. Nhưng mà mình sẽ mang cái này. Bê cái này lên trên nhà. Yeah. Sau một hồi xúc tiết thì cũng đầy một bồn tắm rồi các bạn ạ. Đó, nhiều tuyết chưa? Nhìn đây. Giờ mình sẽ gọi Holly xuống đây nhé. Cho Holly xem tuyết nhé. Holly ơi. Đang học hả? Đang học hả? Con đang làm gì đây? Đang học. Ra đây mẹ cho xem cái này. Cầm lấy cái này. Mang xuống dưới nhà. Cho xuống dưới bồn tắm nhé. Cái gì đấy? Tuyết. Tuyết. Cho nhiều tuyết vào. Tí nữa em xuống đây. Em bảo em là có đi tắm không? Em ơi, em có đi tắm nhắm với Holly không? Có gì không? Không. Em đang ngủ con ạ. À. Úi trời ơi. Đẹp chưa? Để mẹ xem nào. Thích không? Holly đang ngủ. Bố ngủ, Holly ngủ. Không biết gì cả. Thank you.
lia đổ nước vào đây con, đổ nước vào đây. Này đẹp chưa? Going up.